tên là Vũ Trọng Bằng. Em có kênh YouTube là Bằng Handmade. Thì cái nội dung kênh của em là chia sẻ về cách làm các cái món đồ, món quà bằng handmade ạ. Thì quê của em thì ở Hải Phòng. Hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội. Thì công ty em đang làm việc thì làm về lĩnh vực game mobile. Cái bộ phận mà em làm việc là chuyên làm về hiệu ứng, là chuyên làm hiệu ứng cho game á. Thì những cái phần hiệu ứng bao gồm cháy, nổ, khói, nước, những cái gì về ánh sáng, những linh vật gì đấy, thì là em chịu trách nhiệm là làm về cái mảng đó. Thì để theo chị Mai Lâm thì em cũng mong là gửi tới phần chia sẻ của mình, rất hy vọng là cái phần chia sẻ của mình có mang lại những cái giá trị tốt đẹp, góp phần tác động cũng như là tạo thêm động lực cho các anh chị em trong group. Để mà nói là em đến với YouTube là con số không đúng không hẳn. Trước đây thì em cũng có tham gia làm YouTube với cả một anh. Thì em thì kiến thức về YouTube thì lúc đó em cũng không biết gì cả. Em chỉ nghe nói đến thôi. Thì em chỉ biết làm clip, làm video. Thì em chịu trách nhiệm là làm về mảng video. Còn anh ấy, anh chịu trách nhiệm là làm về toàn bộ về mảng YouTube, là từ cách kênh, chăm sóc kênh này, rồi đăng video, rồi bây ra lên các mạng xã hội thì anh ấy làm hết. Đó, thì anh chịu trách nhiệm.